không có trải nghiệm nào không trả giá hết. Vậy hãy để yên cho người ta bước đi. Đủ nắng, hoa sẽ nở. Đủ mồ hôi sẽ hình thành kết quả. Đủ máu và nước mắt sẽ có những bài học nhớ suốt đời. Cho nên là không thể dạy người ta được. Đừng đánh cắp tuổi thơ của bạn bè, đừng đánh cắp trải nghiệm thời gian của mọi người. Hãy đẩy nhanh tốc độ trải nghiệm của họ thay vì cấm họ trải nghiệm. Thầy ơi, cho em hỏi, nếu một người vì quá bảo thủ, sĩ diện, ích kỷ và dại dột trong lời nói khiến cuộc sống của họ khổ cả về thể xác lẫn tinh thần, thì phải làm sao để người đó hiểu ra và không tự làm khổ bản thân mình nữa? Em cảm ơn thầy, chúc thầy sức khỏe. Vâng ạ. Tôi hỏi bạn là có cách nào mà không có bậc cầu thang, mà bạn đang đứng ở tầng 1, bạn nhảy phốc một phát lên tầng 2 không? Thì câu trả lời là không. Chính vì vậy mà họ mới sinh ra cái thang nó có bậc, và bắt buộc con người phải neo bậc để bước lên cái tầng 2. Có chăng có một sự nhân đạo nhất định là trong một đoạn từ tầng 1 bước lên tầng 2 thì nó có cái chiếu nghỉ ở cái đoạn cầu thang nó quay đầu ấy. Vậy tương tự như vậy, cuộc đời mình cũng vậy. Có những người họ ở tầng 1, và để họ lần mò được con đường họ tìm lên tầng 2 thì họ phải trải nghiệm. Họ sân si, họ ích kỷ, họ ngạo mạn, họ trải nghiệm các cái tầng của cảm xúc, rồi họ mới lần mò ra được cái con đường đúng. Thì cũng tương tự như vậy, cái giai đoạn mà mình lần mò như vậy thì chính là mình đang phải lần mò từng bước cầu thang để mình bước lên tầng 2. Vậy thì đừng bắt người ta không được trải nghiệm mà để người ta giỏi, nó không xảy ra. Thì có chăng là tất cả những cái lời khuyên của sách vở của tất cả những anh tỷ phú và những người giàu, những người hạnh phúc, ngay kể cả bên đạo Phật hay Chúa Giêsu cũng đều khuyên là bỏ đi cái tính ngạo mạn, bỏ đi cái tính ích kỷ. Các vị nhân khuyên hết rồi chứ, ngày nào cũng ra giảng qua, có phải mọi người cũng khuyên đâu. Nhưng mà vấn đề họ không chịu làm cái việc đó vì họ chưa tin, hoặc là họ chưa lên đến cái tầng của cái tầng 2 để họ làm việc đó, mà họ vẫn đang luẩn quẩn ở tầng 1 để bám vào từng cái bậc cầu thang để họ đi lên. Vậy thì bạn không thể xách một phát là họ từ cái bậc cầu thang thứ nhất để lên tầng 2 được. Và hãy đứng quan sát và chấp nhận rằng họ phải lần mò như vậy. Vì vậy trong cái vòng âm dương là đủ gì ạ? Đủ đen, hết cái màu đen thì ra màu trắng, nhưng hết màu trắng thì lại bước chân vào màu đen. Đủ sướng thì khổ, đủ khổ thì sướng. Hãy để trải nghiệm của họ đi, để cho họ trải nghiệm và rồi họ sẽ trưởng thành. Cũng tương tự như vậy thôi. Rất nhiều các ông bố bà mẹ cướp mất tuổi thơ của con. Vì ông bố bà mẹ ở cái tuổi 40 thì mình sống 40 năm thì mình khôn lắm rồi. Và họ tham, họ muốn truyền đạt tất cả cái khôn đấy cho con mình, và bắt đầu họ chuyển sang áp đặt. Con phải làm thế này, con phải làm thế kia. Nhưng đứa trẻ nó chưa có trải nghiệm, nó không tin. Vì vậy cha mẹ có khôn cỡ mấy thì không thể nào mình giống như kiểu là photocopy mà truyền cái khôn sang con được. Mà cha mẹ nào khôn ngoan là đẩy nhanh sự trải nghiệm của con đi, để nó nhanh lên cái tầng của mình, tức là bước mau cái chân lên thì nó sớm lên tầng 2, chứ không phải là đánh cắp tuổi thơ của con. Và ngày nay rất nhiều bậc phụ huynh muốn con đạt được như mình, cái tuổi 40 như mình, mà muốn con 20 tuổi nó đã khôn như mình rồi, thì có nghĩa là bạn rơi vào trạng thái hạt bạn ăn cắp cuộc đời của con. Và rất nhiều phụ huynh đang bị rơi vào trạng thái này. Họ bắt con đi học
từ 6 giờ sáng đi xe chuyến, đến 4-5 giờ chiều tắc đường con về. Về đến nhà lại chở con đi học thêm. 9-10 giờ mới ăn được bát cơm, lại tống con đi học tự học. Xong sáng ra lại tiếp tục học. Nhưng cái ước mong của họ thì họ muốn con tự tin, muốn con giao tiếp một cách quần chúng, thân thiện, muốn con phải hiểu biết quy luật xã hội. Nhưng mà họ nhốt con lại và nuôi như là nuôi gà trọi về mặt kiến thức, chứ không phải nuôi gà trọi trong rừng, tức là trong đời sống. Và vô tình họ đánh cắp mất tuổi thơ của con. Và rất nhiều đứa trẻ là nạn nhân của cha mẹ, và nó trở nên trầm cảm hoặc thất vọng về cuộc đời. Thế thì đây cũng là cái cách mà Tuấn chia sẻ với cộng đồng, là đừng đánh cắp tuổi thơ của con, mà hãy đồng hành, cúi mình xuống để làm bạn với con, để đồng hành cùng con, để dẫn dắt con, để nó bước nhanh cái cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2. Cũng tương tự như vậy, bạn có những người bạn, hay chính con người bạn, nó ích kỷ, nó nhỏ nhen, nó ngạo mạn, nó sĩ diện. Mặc dù nó phải trả giá cho những cái sĩ diện của nó, nhưng nó chưa thấm. Có nghĩa là nó bắt đầu bước chân đi. Mà bước chân lên cầu thang thì mồ hôi nó phải toát ra chứ, tức là nó phải trả giá. Không có trải nghiệm nào không trả giá hết. Vậy hãy để yên cho người ta bước đi. Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ mồ hôi sẽ hình thành kết quả, đủ máu và nước mắt sẽ có những bài học nhớ suốt đời. Cho nên là không thể dạy người ta được. Phật dạy rồi, ai ăn người ấy no, ai tu người ấy chứng. Ta chỉ làm được cái việc chỉ cho các ngươi con đường để thành Phật thôi. Còn để thành Phật được hay không, các ngươi phải trải nghiệm, các ngươi phải lăn trôi trong đời sống, các ngươi phải nỗ lực, tinh tấn, tu tập, lao động thì nó mới ra được chứ nhá. Rồi đừng đánh cắp tuổi thơ của bạn bè, đừng đánh cắp trải nghiệm thời gian của mọi người. Hãy đẩy nhanh tốc độ trải nghiệm của họ thay vì cấm họ trải nghiệm. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên để lại một like và bình luận để ủng hộ Trường Huấn Luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam. Click để theo dõi kênh và ấn chuông để trở thành người đầu tiên nhận thông báo khi có video mới.